Theo số liệu đánh giá của ngành điện, thì ở Việt Nam, cường độ bức xạ mặt trời trung bình khá cao, khoảng 5 kWh trên 1 mét vuông một ngày, và số giờ nắng đến khoảng từ 1.700 đến 2.500 giờ một năm. Tuy vậy, trong thực tế, việc phát triển nguồn điện này ở nước ta lại rất khiêm tốn, khai thác chưa thật đáng kể. Nhận thấy những ưu điểm của nguồn năng lượng mặt trời đang bị lãng phí, một nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Điện lực cùng với các thầy cô giáo bộ môn hướng dẫn đã tạo ra sản phẩm đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà, vừa tiết kiệm được năng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Trong một năm vừa qua thì mình cùng các bạn sinh viên và các thầy cô đã nghiên cứu về hệ thống năng lượng mặt trời, từ những hệ thống lớn 6 kW ở đây và đến những hệ thống năng lượng nhỏ. Theo mình nghĩ thì hệ thống năng lượng mặt trời là theo sự đánh giá của thì nó sẽ là nguồn năng lượng gần như là vô tận, thì mình có thể tận dụng cho cuộc sống hàng ngày để thắp sáng cho hệ thống sử dụng của gia đình. Mang tính khả thi rất là cao, bởi vì năng lượng vào những cái mùa nắng nóng ấy, thì mình sử dụng nhiều và năng lượng từ mặt trời chiếu xuống cũng rất là nhiều, cho nên là nó rất là hợp lý để chúng ta lắp và sử dụng. Năng lượng mặt trời thì ở Việt Nam thì thứ nhất là ưu điểm, thì chúng ta có thể nói ngay đến ưu điểm của môi trường. Thì khi mà sử dụng năng mặt trời thì là đã sử dụng nguồn năng lượng tái tạo là từ quang năng của mặt trời đưa xuống, do đó thì sẽ cái phần mà sử dụng về năng lượng khoáng như dầu và than thì sẽ có thể là giảm tải đi, và như vậy là đương nhiên là cái phần về năng lượng CO2 phát ra là được giảm đi, giảm hiệu ứng nhà kính là cái ưu điểm lớn nhất là về môi trường. Hãy lắp ngay một chiếc đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng tiện lợi mà không tốn thêm một đồng tiền điện nào. Nhà cửa sáng suốt đêm, trộm cắp cũng không dám tới gần. Đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng hoàn toàn nhờ năng lượng mặt trời, không ngấm nước nhờ tiêu chuẩn chống thấm IP67, không ngại mưa gió, sấm chớp, không hoen gì. Tích hợp mọi tính năng hiện đại, bền bỉ của một chiếc đèn chiếu sáng, tự động tắt bật và có cảm biến nhận dạng chuyển động. Đèn năng lượng mặt trời có thời gian chiếu sáng liên tục suốt 12 giờ và sạc đầy nhanh từ 6 tới 8 tiếng. Tuổi thọ của pin và đèn cao chiếu sáng tới 80.000 giờ, tương đương chiếu sáng liên tục suốt 10 năm. Dù những ngày nắng nhẹ, nhiều mây, đèn vẫn sạc năng lượng bình thường. Để lại ngay số điện thoại bên dưới video clip hoặc đặt mua trực tiếp qua link đính kèm video clip, đèn sẽ được giao nhanh đến nhà bạn và bạn có thể kiểm tra thoải mái, bảo hành đổi mới trong 1 năm, sản phẩm đúng như quảng cáo mới thanh toán. Chúc các bạn sớm có được sản phẩm hữu ích.